Xin chào các anh chị và các bạn à, Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở phần 2 trên 6 của bài 18 Trong phần này chúng ta cũng cùng nhau tiếp tục tìm hiểu những cái từ mới của bài Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Từ thứ 9 chúng ta có từ phu Phu âm hán Việt là phó vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình Ví dụ phó thủ tướng, phó giám đốc, lớp phó, hiệu phó vân vân Và còn một nghĩa khác nữa như vậy là đối với phạm vi của bài thì nó là lượng từ chiếc, ví dụ như là một à, chiếc kính. Tiếng Việt mình có thể nói là một cái kính, một cặp kính gì đó. Nhưng tiếng Hoa nó sẽ là dĩ phu, dành chiên. Ta nhớ như vậy là được rồi. Tùy tiếng Việt các bạn muốn dịch là một chiếc kính, hay một cái kính, hay một cặp kính gì thì tùy. Với cái nghĩa thứ hai là phó. là phó. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới. Trơ phu dành chiên. Trơ phu chiên. Cái cặp kính này, nì chai nọ mày ta, nì chai nọ mày ta, bạn mua ở đâu vậy? cái kiến này bạn mua ở đâu vậy? gọi chai dàn trứng tiên mày ta, gọi chai dàn trứng tiên mày ta, tôi mua ở cửa hàng kính hoặc là cửa hàng mắt kính dàn trứng tiên là cửa hàng mắt kính. quầy búa quầy, quầy búa quầy là có mắc không? tức là quầy mà búa tai quầy, búa thai quầy là không mắc lắm, sáu bảy khoai sư bài khoai 400 đồng. Một đoạn nữa, xin quên quảng xen sơn sư trùng chiến lì má. Xin quên là xin hỏi quảng xen sơn là ông vương, sư trùng chiến lì má là tổng giám đốc phải không? Bố sư, bố sư không phải, Tha sư phụ trùng chiến sư phụ trùng chiến ông ấy là phó tổng giám đốc thôi chứ không phải tổng giám đốc. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. 这副眼镜你在哪儿买的？我在眼镜店买的。贵不贵？不太贵，四百块。请问王先生是总经理吗？不是，他是副总经理。 Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ mười. Từ thứ mười hồi nãy mình có dèn chiên là nhãn kính gì đó là mắt kính. Còn bây giờ thai giãn chiên. Thai giãn là thái dương tức là mặt trời. Còn chiên là cái kính. Cái kính để che cái ánh nắng mặt trời đừng có bị chói mắt á. Đó. Đó, thì như vậy là có nghĩa là kính mát hoặc là kính râm. Chúng ta xem ví dụ bên dưới nào. Chín thiên nịt sầm khủy thờ thiên là hôm nay... Ní mà, Tại sao anh, tại sao bạn gì đó Chầm là bằng với quý sầm Hủy tờ trên mơ à. tờ mơ à. Về trễ như vậy Ở đây là bổ ngữ chỉ mức độ Hủy tờ trưng Về trễ như vậy thay giảng mà giảng Tôi đi mua một cái kính râm Cái quà khăn khăn Họ cái của Khan Khan họ mà cho tôi xem một chút được không? Nì tai trơ phu dền chiên Nì tai trơ phu chiên Bạn đeo cái kính này Sang ni ba bà dĩ dàng Sang ni ba bà giống y như bố của bạn vậy Tức là đeo lên trong hai người giống nhau đó Như vậy ta lưu ý là thay giảng chiên Còn có một cái cách nói khác nữa là Trơ giảng chiên trơ là che chắn, trơ giãn chiên tức là cái kính mà để che cái ánh nắng mặt trời, trơ giảng chiên nhưng mà mình thấy thì dùng từ thay giảng chiên có vẻ nhiều hơn. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Chín thế anh nghĩ rồi <laughs> máu hủy từ trưa mua Wa chu Tôi đi mua một yang kính. Cái của Khan Nì tai trơ vu dền Sang ba dĩ Kế tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 11 Từ thứ 11 là trùn bê Trùn bê là chuẩn bị Thì tiếng Việt mình Âm hán Việt này tiếng Việt vẫn còn dùng Vẫn còn dùng Không có từ để thay thế Chúng ta xem ví dụ bên dưới Lào sư Mình thiên của mình chỉ đèn xu phá đây là cái cuộc đối thoại giữa giáo viên và các học sinh. Lào sư, miễn thi của mình chỉ đèn phá. thưa thầy hoặc là thưa cô, ngày mai mấy giờ chúng ta xuất phát vậy? Miễn thi của mình chỉ tiền xu phá. phá là xuất phát. Chào sang lưu tiền chu Sáng Chào sang lưu tiền chu phá. 6 giờ sáng xuất phát. Ta gia giao chi rua. Ta gia là mọi người. Giao chi rua phải nhớ nhé chi à, ru là phải nhớ lấy à, mọi người phải nhớ lấy nha hoặc là phải nhớ nhé tự tru ở đây là bổ ngữ chỉ kết quả của là là à, bọn em hoặc là tụi em đã nhớ rồi ý xe tôi trình với họ là ý xe là mọi thứ mọi thứ tôi trình với họ là đều chuẩn bị xong cả rồi ý xe tôi trình với họ là mọi thứ đều chuẩn bị xong cả rồi Ví dụ như mình ở công ty còn sếp uh, đi đâu đó thì khi về hỏi với mọi thứ thế nào, à, mọi việc thế nào, dạ mọi thứ đều tốt. Y xe tô họ, ít y xe là mọi thứ. Ta giá hãy dù sớm quên mà. Ta hãy dù sớm quên mà. Mọi người còn có vấn đề gì nữa không? Hoặc là có câu hỏi gì nữa không? Mỹ dù là xe xe nỉn. Mỹ dù là hết rồi, cảm ơn thầy. Và mở rộng thì ta có từ à, dí xe là mọi thứ. Từ dí đi với từ xe, xe là thanh tư nên dí sẽ đọc là dí, dí xe, mọi thứ. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Lào sư, mình thêm của mình chỉ tiền xu phá. Chào sang lưu tiền xu phá. Ta chỉ ai cho chí ru à? Của mình chí ru là

Xeo liến, ní dễ tay sang thay giảng chiên là. liến, ní dễ tay sang thay giảng chiên là. Bạn Lâm mà bạn cũng đeo kính mát nữa à. Bạn cũng đeo kính mát rồi à. Bú xì hoan, dễ giao tay. Bú xì hoan, về giao tay. Không thích cũng phải đeo. Bú xì là không thích, về giao tay cũng phải đeo. Quý sâm mơ, quý tức là tại sao vậy? Tỡ là dèn thận Tỡ một cái chứng bệnh nào đó Tức là mình bị mắc cái bệnh đó Tỡ là dèn thận Tôi đã bị đau mắt Ví dụ tỡ là lãnh quầy diễn Bị viêm ruột thừa à, Tỡ là thủ thung à, Bị đau đầu chẳng hạn Đây là Tỡ là dèn thận Tôi bị đau mắt bùa tai thai dạng chiên hình ảnh sô Bủa tai thai dạng chiên hình ảnh sô Không đeo cái kính râm hoặc là kính mát á, Thì rất là khó chịu Nảnh sô là khó chịu Nản là khó còn chữ sâu là chữ thọ hoặc chữ thụ có nghĩa là chịu. Tuy à, tuy à, đúng vậy. Thái giảng chiên khởi dị bảo hữu chiên. Thái giảng chiên, kính râm, khởi dị bảo hữu dền chiên. Có thể bảo vệ mắt. dành chiên ở đây, từ chiến đây mình đọc nhẹ thôi, nó là khinh thanh. Mở rộng ta có từ nảnh sâu. Nản sâu là khó chịu. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. 小林，你也戴上太阳镜了？不喜欢也要戴？为什么？我得了眼疼，不戴太阳镜很难受。对呀、啊，太阳镜可以保护眼睛。 Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 13. Từ thứ 13 đọc là hồ chải. Hồ chải. Hồ là chữ hỏa tức là lửa. Và từ chải âm hóa Việt là xài. Thì âm hóa Việt chữ xài không còn thấy dùng trong tiếng Việt của mình nữa. Nhưng mà khi ghép hồ chải vào thì ra cái nghĩa là cái diêm quẹt. Cái que diêm với diêm quẹt. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Papa, hiện tại có người dùng hỏa chải mà. À, bố ơi bây giờ còn có người dùng à, diêm quẹt không sen dai hải dồ rỉnh còn người dùng hồ sải ma hải vô hình tối rỉnh dùng hải vô hình tối rỉnh dùng à, vẫn còn rất nhiều người dùng hồ sải quê bố quê na hồ sải quê bố quê na que diêm có mắc không vậy hình phèn gì khẩn viện gì? Cũng có người nói là khẩn viện dĩ, tức là rất rẻ. khẩn viện dĩ, có người nói vậy. Hòa trái sơ sấm sơ hô phá là à, cái diêm quẹt. sư sấm sơ hô phá miễn tơ. Phá miễn là phát minh, được phát minh từ khi nào vậy? Diêm quẹt được phát minh từ khi nào vậy? Trơ cơ ba bà dê bô trê to. Trơ ba bà dê bô Cái này thì bố cũng không biết nữa và lượng từ cho hồ trái là kênh như vậy là à, uh, y cánh hồ trái là một que diêm len kênh hồ trái là hai que diêm xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào ba bà xin dài hãy dù rỉnh dùng hồ trái mà hãy dù hình tối rỉnh dùng hồ trái quê bú quê nè hình gì Kế tiếp chúng ta có từ thứ 14. Từ thứ 14 là sư. Sư là chữ thí. À, thí có nghĩa là thử. Nó cũng có nghĩa khác là thi, nữa khảo thí. Nhưng mà trong phạm vi của bài thì à, thí có nghĩa là thử. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xéo chè, cô ơi, trơ xoan xẻ là đôi giày này. Wò khởi dị sư sư ma, wò khởi dị sư y sư mà. Thêm từ ý vào ngay giữa đó cũng được. Cô ơi, đôi giày này tôi có thể thử một chút không? Tức là tôi có thể thử cái đôi giày này một chút không? Sư sư cũng được, mà sư y sư cũng được. Khởi dị, xin nín sư y xa bà. Khởi dị, dạ được. Xin nín sư y xa bà. mời anh cứ thử đi, thử một chút đi thì sư ý xa cũng bằng với sư sư thôi. Trơ xoáng dấu tiền ta, trơ xoáng là đôi này, tức là trơ xoáng xẻ nhiều nó nói tắt á. Trơ xoáng dấu tiền ta, cái đôi này nó có hơi lớn một chút, dấu tiền ta. cha chai sư sư trơ xoáng. Trơ xoáng bố ta và bố xẻo, trơ xoáng là đôi này, của ta về bố xèo không lớn cũng không nhỏ tức ý là vừa đó của giao rơi xoan tôi lấy đôi này đi họ rơi xoan ủ bài lưu sử hoài họ là vân rơi xoan là đôi này ủ bài lưu sử hoài à, 560 đồng xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xéo trẻ rơi xoan xẻ của khởi gì sư gì sư ma khởi gì 请您试一下吧。这双有点大。您再试试这双。这双不大也不小。我要这双。好，这双五百六十块。 Sau đây chúng ta tiếp tục tìm hiểu từ thứ 15. Từ thứ 15 là tiền. Tiền âm hán Việt là điểm thì vẫn còn dùng nhiều trong tiếng Việt của mình. Và nó cũng có rất là nhiều nghĩa. Chúng ta khảo sát các cái nghĩa của nó nha. Thứ nhất là gật, là gật đầu. À, tiền thổ là gật đầu. Thứ hai là tiền là giờ, chúng ta cũng gặp rồi. Y tiền, lén tiền, san tiền, một giờ, hai giờ, ba giờ. Cái tiếp nữa, nghĩa thứ ba, chữ tiền là châm. Tiền hùa là châm lửa để đốt cái gì đó. Nghĩa thứ tư là đốt, đốt đèn. À, tiền tấn là đốt đèn. Ví dụ thỉnh tiến là khoai tiền tấn ba. À, cấp điện rồi mau đốt đèn lên đi. Tiền tấn là đốt đèn. Chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nha. Thiên lão sư số là gì hô? Thiên lão sư số là gì hô? Sau khi, gì hô là sau khi, sau khi nghe thầy nói xong hoặc là nghe cô nói xong, thiên lão sư số là gì hô? Xeo quán tiền thổ, dổ lá xe quán tiền thổ trổ là bạn vương đã gật đầu và bước đi tức là thầy bảo làm cái gì đó bạn ấy gật đầu và đi làm rồi thứ hai miễn thiên hoàn sang chi tiền miễn thiên hoàn sang chi tiền bảy giờ tối ngày mai ta cha chưa chai, cafe phê tiền trên miền ta cha chưa chai, cafe phê tiền trên miền mọi người gặp nhau ở quán cà phê ta cha là mọi người chưa là sẽ ở đâu xong mới làm gì Ở đây là chai cafe tiền Ở quán cà phê rồi chen men rồi. Như vậy chi tiền là à, Tiền ở đây có nghĩa là là giờ, bảy giờ Một nghĩa khác nữa Mama thỉnh tiền là Mama thỉnh tiền là Thỉnh tiền là cúp điện Chữ thỉnh là chữ đình Có nghĩa là dừng lại Mẹ ơi cúp điện rồi Nín tiền tấn ba Mẹ đốt đèn lên đi Nín tiền tấn ba Và mở rộng chúng ta có nè Ví dụ như tiền miễn là điểm danh. À, mình đi học mỗi ngày thầy cô điểm danh đó đó. mì tháng sang khơ sẻn. À, mỗi ngày trước khi lên lớp. ban tràng tôi tiền miễn. ban tràng tôi tiền miễn. À, lớp trưởng đều điểm danh cả. Như vậy là mỗi ngày trước khi vào lớp á. Lớp trưởng đều điểm danh cả. Tiền miễn là điểm danh. Rồi tiền xin là điểm tâm. Điểm xâm gì đó. Trong Quảng Châu thời sự hồ. Khi ở Quảng Châu...

Tiếp nữa chúng ta tìm hiểu từ thứ 16, từ thứ 16 là thổ. Thổ có nghĩa là cái đầu, cái đầu của một động vật, của con người, của chó, của mèo gì đều được. Và thứ hai nữa là nó chỉ cái sự bắt đầu của một cái sự vật nào đó. Như vậy đầu tháng thì nó nói là duê thổ, đầu năm nó nói là nẻn thổ, đầu tuần nó nói là trâu thổ. À, như vậy thổ cũng có cái nghĩa đầu đó luôn. Lưu thổ là đầu đường, cũng có thể nói lưu khổ được. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Chín thiên xèo liến, chấm mơ mấy lái à? Chín thiên xèo liến, chấm mơ mấy lái à? Hôm nay bạn Lâm tại sao không đến vậy? Tại sao chưa đến cũng được? Chấm ở đây là bằng với quý sấm mơ. Chấm mơ mấy lái à? Hôm nay tại sao bạn Lâm chưa đến vậy? Tha kể của tà tiên hoa số. So. Tha kể của tà tiên hoa số. So. Bạn ấy gọi điện cho tôi và nói Giao sư khanh biên. Giao suy khan biên là phải đi khám bệnh hoặc là muốn đi khám bệnh. Khan biên là khám bệnh. Chầm Sao vậy? Chầm Sao, Sao vậy? Tha tở là Tha là Bạn ấy bị bệnh gì vậy? Bệnh? Bị bệnh gì vậy? Tha là thổ thận. Tha là thổ thận. Anh ấy bị đau đầu. Và một đoạn nữa. Xeo cao. Nì chui qua rư bánh lưu xuyến mà. Nì chui qua là bạn từng đi. Nì chui qua rư bánh lưu xuyến MÁ? Bạn từng đi du lịch Nhật chưa? Bạn từng đi Nhật du lịch chưa? Mấy dụ. Trơ sư thổ ý sư chi. Mấy dụ là chưa. Trơ sư là đây là thổ ý sư là lần thứ nhất. Hoặc là lần đầu tiên. Thổ ý sư chi. Lần đầu tiên đi, tức là đi lần đầu tiên. Thì từ thổ ý sư này, từ thổ ngay chỗ này chúng ta có thể đổi thành từ ti ti sơ chi cũng được à, chúng ta cùng nhau đọc nha chín thiên xèo liễn sớm mới lại à tha kể của tà tiên hoa số giao sư khan biên sớm mà tha tớ là sớm mới biên nữa tha tớ là thổ thận Xèo cao, nì chì cua rì bánh lì xỉn mà Mấy dụ, trơ sơ thổ Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 2 trên 6 của bài 18. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. À, xin chào!